em biết không? Năm hồi đó anh đang thấy cô đơn. Đúng ngày lúc em cũng thấy cô đơn. Rồi mình gặp nhau chẳng ai còn cô đơn. Em biết không? Đôi lời nói ở trong trái tim anh đã gìn giữ qua tận mấy xuân xanh. Anh yêu em bằng tất cả chân thành. Trải qua rất nhiều khó khăn và rất nhiều thứ khác nhau trong cuộc sống mà hai bạn đã tìm được thấy nhau và có thể đi chung đôi, thì đó là một ngày hạnh phúc không chỉ của hai bạn mà tất cả những người giỏi theo hành trình của hai bạn. Bây giờ là mình đọc lời thề nguyện luôn đúng không? Vốn không lãng mạn, cũng không quen nói lời ngọt ngào, nên biết những dòng này quả là thử thách lớn lao. Ngày tháng bên em cuộc sống tĩnh lặng, đơn sắc, bỗng tràn đầy màu sắc và âm thanh, sáng và tối, trầm và bổng. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, như mệnh đề toán học tương đương, gồm điều kiện cần và điều kiện đủ. Anh sẽ cố gắng trở thành tri kỷ tốt của em, sẽ chăm sóc em theo cách của anh. Từ nay anh và em là chồng và vợ. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức ta từng như như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Chạm nhau môi rồi cứ thật lâu để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Đào Nguyễn Phương Linh không bao giờ dùng nước hoa, lại thích mùi nước hoa nhẹ nhàng mà Phan Đình Tôn chọn cho. Một hôm, Đào Nguyễn Phương Linh sẵn sàng cáo biệt tất cả những gì đó gọi là đỉnh vinh quang mơ hồ để về đồng hành cùng giấc mơ nhàn hạ của Phan Đình Tôn. Phan Đình Tôn có nói là: "Em ơi, sau đám cưới thì tụi mình sẽ phải thiệt là rảnh rang nha. Xem phim, tập gym, đạp xe ban đêm." Anh nói điều trên với tất cả ruột gan cào thắt, vì suốt một năm qua chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau, xây nhà, mở phòng khám, rồi tổ chức đám cưới. Phan Thiện Tôn nhàn hạ bị lôi kéo vào một cuộc cách mạng lao động không có
hồi kết cùng với Đào Nguyễn Phương Linh. Chúng ta đã làm đủ mọi chuyện của một đời người trong một năm. Em nguyện sẽ lắng nghe anh, vì đó là giá trị lớn nhất của Đào Nguyễn Phương Linh trong mối quan hệ này. Em nguyện sẽ sống nhàn hạ trong những tháng ngày sắp tới, vì hạnh phúc lớn nhất của Phan Thiện Tôn là nhìn những người thân yêu được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Em không thể thay tên đổi họ của mình. Em vẫn là Đào Nguyễn Phương Linh. Em vẫn là bác sĩ em bé. Nhưng mà bây giờ thì em còn là vợ của Phan Thiện Tôn. Yêu anh tại thời điểm hiện tại và mong sẽ thêm 50 năm nữa. Vợ của anh. Thank you.